Em nói thử coi em thương cha làm sao cho Minh Châu nghe đi. Em xem cha như những viên ngọc đắt giá nhất trên thế gian này. Phải vậy chứ. Còn chị á hả? Chị thương cha giống như là tất cả những vàng bạc châu báu có trên đời này. Minh Châu, còn em thì sao? Em á hả? Em thương cha như là thương muối gì đó. Cái gì? Chị có nghe lầm không? Thương cha như muối là sao? Dạ, cha cho gọi con. Con nói rằng con thương cha như muối có đúng không? Dạ phải. Đối với con, muối là thứ vô cùng quan trọng và cần thiết. Món ngon cỡ nào mà thiếu muối cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Vì vậy, con thương cha như là thương muối vậy đó cha. Hỗn xược! Bao nhiêu năm ta dạy con nên người, để bây giờ con thốt ra những lời khó nghe như vậy sao hả Minh Châu? Nếu mà còn bất kính như vậy rồi thì ta cũng không muốn nhìn mặt con nữa. Ông à, ông bớt giận đi ông. Cha, Minh Châu à, con xin lỗi cha đi con. Con rất yêu kính cha mẹ, chứ không hề có ý bất kính. Con không thể nào nói khác được. Vì con thật sự thấy muối là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Không có vàng thì người ta vẫn sống được, nhưng mà không có muối thì cuộc sống con này... Câm miệng đi, thật là quá quắt mà. Người đâu, lôi nó ra ngoài đường cho ta. Ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa.